Chúng ta xem xét chứng minh một cái bất thức tích phân khá thú vị ha. Thì ở đây chúng ta xét một cái hàm ép giảm và cả tích trên đoạn 0,1. Chúng ta chứng minh bất thức này. Thì bất thức này cho chúng ta một cái chặng dưới kiểu hàm bậc nhất. Nhớ rằng cái tích phân nè, tích phân từ 0 đến 1 của hàm ép là hàng số ha. Cái này có thể xem như là bậc nhất theo A nè. Chúng ta đánh giá, đưa ra một cái đánh giá cho cái tích phân này. Có đánh giá liên quan hàm bậc nhất ha, chặng dưới cho nó khá thú vị. Cái việc chứng minh cũng không quá phức tạp ha. Chúng ta xem xét sự khác biệt giữa vế trái và vế phải. Đây là tích phân từ 0 đến A, đây là tích phân từ 0 đến 1 ha. Chúng ta quy về cái vế phải này, đánh giá nó liên hệ với vế trái ha. Thì các sự khác biệt của nó liên quan tới tích phân từ A đến 1 nha. Chúng ta chú ý đến cái sự khác biệt đó, chúng ta có thể đánh giá như sau. Ta tập trung vào vế phải. Với A thuộc đoạn 0,1, ta sẽ có điều sau. A nhân tích phân từ 0 đến 1. FSD. Thì bằng A nhân tích phân từ 0 đến A. FSD. Cộng cho tích phân từ A đến 1. A nhân ha, tích phân từ A đến 1 F ý gì? Thì rõ ràng chúng ta có được rằng điều cái điều tiếp theo ha, điều thứ nhất. Điều thứ hai. Chúng ta có Fx hiển nhiên nhỏ bằng FA và FA này nhỏ bằng FT với mọi x T thuộc đoạn 0,1 sao cho T nhỏ bằng A, A nhỏ bằng X ha. Được ha. Bởi vì hàm F là cái hàm giảm nè. Được ha, ta kiểm tra dễ dàng thấy được điều này. Lý do là vì F giảm trên đoạn 0,1. Từ đó chúng ta sẽ suy ra tích phân từ A đến 1 Fx điểm thì nó nhỏ hơn bằng thật ra chúng ta cũng có thể không cần quan tâm đến cái con A này đâu ha. Trời. Tích phân từ từ A đến 1 Ft để chúng ta kiểm tra thử ha. Chúng ta đánh giá như thế này nó sẽ không ngon lành lắm ha. Nhỏ bằng tích phân từ A đến 1 FA thì nó bằng 1 trừ A FA ha. Từ đó ta nhận đến A tích phân từ 0 đến 1 FX điểm nhỏ hơn bằng A tích phân từ 0 đến A Fx đi cộng cho 1 trừ A nhân cho A FA. Chúng ta lại dùng cái đánh giá bên trên này ha. Nhớ rằng chúng ta lại còn cái đánh giá này chúng ta sẽ dùng đến nè. Hồi nãy mình cho rằng không cần dùng cái con A hay là FA trung gian này nè. Nhưng mà thật ra mình cần nha. Bây giờ mình dùng cái đánh giá này để chúng ta đánh giá chuyển qua tích phân từ A cho đến 0 đến A nha. Thì thật ra chúng ta có thể viết lại một chút xíu là tích phân từ A, tích phân từ 0 đến A, Fx điểm. Cộng cho 1 trừ A, nhân cho tích phân từ 0 đến A FA D ít ha. Viết lại cho nó rõ hơn chút bây giờ này. Cộng 1 trừ A. Được ha. Nhớ rằng FA là hàm hằng nè. Tích phân này bằng A nhân FA. Được ha.
hàng FA này nhân cho độ giai đoạn này nè, chính ra cái phần này ha. Chúng ta lại dùng cái đánh giá trên nè. FA thì nhỏ bằng FT với mỗi T lớn bằng 0 nhỏ bằng A. Nhỏ bằng A tích phân từ 0 đến A Fx đi. Cộng cho 1 trừ A tích phân từ 0 đến A FT DT. Đấy, hoặc là Fx đi cũng được ha. Chúng ta có thể sửa này thành DT cũng được cho nó tiện đi ha. FTDT nha. Lưu ý rằng ta có FT nè, lớn bằng FA với mỗi T thuộc đoạn không nha. Thật ra tích phân từ A đến 0 đến A FTDT cũng chính là tích phân từ 0 đến A Fx đi ha. Nhỏ bằng A nhân tích phân từ 0 đến A Fx đi. Cộng cho 1 trừ A tích phân từ 0 đến A Fx đi. Ta thu gọn ha. Thì thật ra đây chính là tích phân từ 0 đến A Fx đi. Rồi, như vậy chúng ta đã chứng minh được cái điều mà chúng ta cần chứng minh ha. Đây chính là điều cần chứng minh. Chúng ta dùng tính chất đơn điệu của hàm F, chúng ta suy ra cái đánh giá cho cái số hạng này. Ta đánh giá thông qua FA nha. Rồi thêm một điều nữa, chúng ta có cái bước chuyển này, chuyển cái số hạng A FA này thì bằng tích phân này như thế này. Sau đó chúng ta lại có FA này nhỏ bằng FT với mỗi T thuộc đoạn không A. Từ đó chúng ta suy ra được điều cần chứng minh. Không quá phức tạp ha. Vậy chúng ta đã chứng minh xong cái vấn đề này.